Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Như Hồng. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người cái sản phẩm mà cũng là nằm dạng một cái seller ở nguyên công ty của mình luôn. Đó chính là dòng tẩy tế bào chất phay. Thì hiện tại rất nhiều chị em là họ rất là thích là da của mình luôn mịn màng và trắng và có nhiều cái thành phần như mình đụng vô là cái da của mình có độ đàn hồi á. Tuy nhiên á là khi mà mình sử dụng cái kem body đó, nhưng mà mọi người lại quên đi rằng cái bước tẩy tế bào chất thì nó cũng sẽ là cực kỳ quan trọng. Bởi vì tẩy tế bào chất khi mà mình sử dụng trên da của mình á, nó sẽ lấy đi những cái bụi bẩn này, lấy đi những cái mà cái da chết của mình có thể là trôi theo cái những cái hàng tẩy tế bào chất luôn. Từ đó thì cái quá trình mà mình sử dụng là kem body á thì nó cũng sẽ thẩm thấu nhanh hơn và từ đó nó sẽ cho mình một cái hiệu quả nhất định. Và mình cũng đang chuẩn bị ở đây là cái dòng cái em tẩy tế bào chất cà phê. Thì anh làm sẽ giới thiệu đến mọi người về cái chất của nó nè. Thì về cái hộp này nó hơi đen cho nên là mọi người nhìn nó cũng hơi khó. Thì mình sẽ test ra tay nhé. Đó, đây cái hạt cà phê của nó mọi người nó cực kỳ là mạnh luôn, nó không hề là gây rách cái tay của mình hay là nó tạo mình một cái cảm giác là cái hạt nó quá là to. Nhiều loại em đã từng sử dụng nhiều loại tẩy tế bào chất cà phê lắm nha, thì em cảm thấy là khi xoa vào mặt của mình nó cảm giác là rất là rách luôn. Em không biết là lý do là cho cái hạt của nó to hay là như thế nào á. Tuy nhiên thì giả thảo này cũng đã là tìm ra những cái hạt cà phê mà nó sẽ cực kỳ mịn để khi mà lên da của các bạn mà da của hơi nhạy cảm thì nó sẽ không gây ra cảm giác là đau rách. Đó thì mọi người có thể thấy nè, cái chất mà em đi trên da nó cực kỳ là mịn luôn chứ nó không có gây cho mình cái cảm giác đau rách như thế nào hết. Và tuy nhiên á thì những cái hạt tẩy